Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị. Mình là Ngọc Lâm. Thì anh chị nào mà đang xem cái video này nhớ like cho mình một like cái và thả cho mình một cái quả tim nha anh chị. À, dưới cái phần bình luận bên dưới nha. À, rất mong được sự ủng hộ và đồng hành quý anh chị nhà đầu tư nha. Anh chị nào mở tài khoản giao dịch tham gia vào những cái đông khách hàng thì nhớ liên hệ trực tiếp với em nha anh chị theo số điện thoại phía trên màn hình. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn đồng hành cùng quý anh chị nhà đầu tư nha. À, rất mong được sự ủng hộ và đồng hành cùng quý anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới. À, thì hôm nay thì một số anh chị nhà đầu tư có yêu cầu mình phân tích hai cái mã cổ phiếu là SELL và SJC do cái giai đoạn vừa rồi thì nó hồi phục nó tăng khá tốt thì anh chị hỏi mình là À với cái xu hướng này thì khả năng là trong giai đoạn sắp tới thì có thể là à, cái cổ phiếu này có thể là nó sẽ có một cái đợt gì đó bứt phá không à, nó có một cái đợt tăng mạnh trong giai đoạn sắp tới hay không hay là nó có mang lại được một cái tỷ lệ sinh lợi nhuận cao hay không à, thì ở đây mình à, phân tích theo cái quan điểm về cái à, cái cái phân tích kỹ thuật của ừ. mình nha anh chị Ichimoku nha À, OK, không làm à, mất thời gian của quý vị nhà đầu tư nữa nha anh chị. Anh chị nào quan tâm nhớ liên hệ với mình nha, thì mình sẽ phân tích trước nha anh chị. Thì anh chị thấy là SSC à, trong cái giai đoạn vừa rồi nha anh chị, nó đã tích lũy một cái nền giá khá là dài. Anh chị tích lũy một cái nền giá khá là dài. Thì ở đây nó đang có một sự hội tụ tương đối là tích cực, đúng không? Tương đối tối là tích cực. À, tuy nhiên ở đây nó đã gặp lên một cái sự hưng phấn tương đối cao hưng phấn tương đối cao nhưng cái hưng phấn này bắt đầu nó hạ nhiệt từ cái phiên hôm thứ sáu rồi là anh chị nó hạ nhiệt bớt từ phiên thứ sáu thì anh chị nhìn vô đây anh chị thấy cụm nến này hai bốn sáu nến này nó đang ngang ngửa với nhau nha anh chị à với cái xu hướng này mình đánh giá là một cái xu hướng khá là tích cực nó đã thoát ra khỏi cái vùng mây may mây mỏng nha anh chị thoát ra khỏi vùng mây phía trên thì bây giờ là cái kháng cự này nó không còn mạnh nữa vậy kháng cự này nó đang đi xuống dưới thì đây là một cái tín hiệu khá tốt về mặt ngắn hạn giá chế c nếu như nó có cái vùng giá tầm cỡ ba mươi một quanh quanh ba mốt ba mốt năm hoặc là đổ xuống nha anh chị thì anh chị nhiều tư có thể là à, chú ý tham gia được về mặt ngắn hạn. Ở đây đối với SJC nó có một cái đẹp anh chị là anh chị nhìn về cái mặt trung hạn của nó nha anh chị thì ở đây anh chị thấy là à, từ cái 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 cây nến này nha anh chị đổ xuống cái nến này thì hôm vừa rồi nó rách ra khỏi cái mô hình này. À, nếu như anh chị thấy là nó rách ra khỏi cái cái mô hình giá này từ cái cây tuần trước. Thì ở đây nha anh chị thì ở đây có một cái đẹp hơn nữa là anh chị nhìn vô đây anh chị thấy là anh chị có thể nối những cái đường này lại à, với nhau, mình nối những cái đường này lại với nhau. Anh chị thấy là nó đang hình thành lên cái đó. cái tương đối là đẹp nha anh chị cái rất là đẹp trong cái phân tích kỹ thuật anh chị thấy không nó hình thành lên cái cái cụm này khá là đẹp luôn anh chị khá là đẹp ở trong giai đoạn này à, đặc biệt là hai cái đáy này nếu như mà qua tuần sau nó rách lên được phía trên này nha anh chị đâu đó là vùng giá 33 thì bắt đầu cái xu hướng của tuần bắt đầu nó sẽ mạnh hơn và nó hướng về cái eo mộng nhỏ này nó hướng về cái eo mộng nhỏ này hướng về cái eo mộng nhỏ này thì cái khoảng cách này từ đây lên tới đây là khá xa là khá xa À, còn cái điểm mua để mà thoát đối với những mã cổ phiếu này nha anh chị thì nó thoát rất là gần ở phía dưới này thì chỗ này về cái mặt ngắn hạn anh chị sẽ thấy là cái điểm thoát khá gần đối với cổ phiếu này nha anh chị để mình mở lên tí nếu như mình tham gia vào cái rủi ro của mình và cái lợi nhuận nó cao những lợi nhuận nó cao và cái rủi ro nó khá là thấp thì ở đây là nó ngay cái vùng giá hỗ trợ bên dưới là 29.6 thì nếu như mình mua được 31 thì 29.6 một giá rưỡi thì mình nghĩ là đây là một trong những cái cổ phiếu khá là tốt để mình có thể tham gia vào giai đoạn này rủi ro thấp và lợi nhuận khá là cao nha anh chị về EJC à, thứ hai nữa đó là cái quan điểm góc nhìn của mình về cái phân tích kỹ thuật nha anh chị anh chị có thể đánh giá EJC à, mình chỉ đưa ra cái quan điểm cá nhân còn cái vấn đề giao dịch của anh chị nhà đầu tư thì anh chị muốn mua thì mình sẽ thông báo những cái điểm mua cho quý anh chị nhà đầu tư à, tuy nhiên là anh chị nhà đầu tư phải hết sức nha anh chị mình không khuyến nghị mua bán mình chỉ đánh giá theo cái phân tích kỹ thuật và quyết định mua bán là quyết định của anh chị nhà đầu tư nha à, thứ hai nữa là sell đúng không Sale thì ở trong giai đoạn này mình sẽ đánh giá sale nó khá cao nha anh chị Sale nó khá cao Thì anh chị nhìn vô đây anh chị thấy là sale nó cũng đã tích lũy một cái nền khá là dài rồi Và tới giai đoạn này nó đang có một sự hội tụ lại với nhau Đúng không chị? Hội tụ lại với nhau tích lũy nền giá dài Sau một cái đợt tăng bức tốc là từ cái vùng giá à, Quanh vùng giá 7 lên tới vùng giá cao là mình thấy là à, Cao nhất là nó có thể lên tới gần vùng giá trên 26 anh chị đây là một cái khoản lợi nhuận tương đối cao sau đó nó tích lũy đi ngang và bây giờ nó đang nhú lên nữa anh chị nó đang nhú lên nữa về cái mặt ngắn hạn thì anh chị nhà đầu tư có thể là chú ý được giai đoạn này thì hôm thứ sáu vừa rồi thì anh em đã chú ý một số anh chị nhà đầu tư cũng đã nhặt được cũng ít nếu như qua tuần sau nó có test lại gì đó xuống những vùng giá thấp hơn ví dụ như quanh 24 thì anh chị nhà đầu tư có thể tiếp tục nhặt được đối với sale à, sale thì anh chị nhìn vô đây anh chị cũng thấy là nó tương tự như cái mạng cổ phiếu vừa rồi ông à, anh chị thấy là nó có hai cái đáy ông à, hình thành lên hai cái đáy khá là đẹp và cái cây nến này khi mà anh chị nối những cái vùng đỉnh từ trên này xuống nha anh chị thì bắt đầu nó cũng sẽ rách right ra khỏi cái xu hướng này rồi nó rách right ra khỏi xu hướng này rồi nếu như mà qua tuần tới tín hiệu tích cực thì có thể nó xuyên qua được cái chỗ eo này đây lên anh chị nhìn vào đây anh chị hình dung ra ngoài để mình xóa bớt đi anh chị mình xóa bớt đi không anh chị thấy nó xuống không ở đây nó cũng có một cái khá là giống của SJC uh, hồi nãy một hai ba đẩy sâu ở cái ông đây trước và nó muốn có mô hình rách ra thì hai kiếm này bắt đầu nó sẽ đi lên nha anh chị hai kiếm này đi lên thì khả năng xu hướng của nó sẽ hướng về những cái vùng giá cao thì đây là một trong những cái mảng cổ phiếu hai mảng cổ phiếu mình thấy là khá đẹp anh chị đưa cho mình hai mã này tương đối là ok nếu như cái quyết định mua bán của anh chị nhà đầu tư thì anh chị có thể là uh, chú ý được nha anh chị uh, đối với quan điểm của mình thì anh chị có thể chú ý được lên những hai cái mảng cổ phiếu này nha anh chị uh, mục tiêu cũng như lợi nhuận của nó là mình thấy là giữa cái rủi ro và cái lợi nhuận mình thấy là nó khá là ok Đó, nếu như mà lựa chọn hai mảng cổ phiếu này thì À, có thể giao dịch được trong cái ngắn hạn nha anh chị. À, đối với mình nếu như anh chị nhà đầu tư nào thích thì có thể tham gia được. Nhập gia được. Ổn thì ngày mai nữa là mình sẽ khuyến nghị cho anh chị nhà đầu tư SSC nha anh chị. Còn sale thì hôm thứ sáu đã vào rồi nha anh chị. Đó là hai góc nhìn, à, đó là góc nhìn của hai mã cổ phiếu này. Còn việc mua bán đánh giá là, là cái góc nhìn cá nhân của anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Mình chỉ nêu ra cái quan điểm cá nhân còn quyết định mua bán thì anh chị nhà đầu tư nào cần mua bán hai mã này liên hệ với mình, mình sẽ hỗ trợ tư vấn và đưa cho anh chị những cái điểm vào thích hợp và có những cái biến động gì hoặc là những cái thông tin gì mình sẽ thông báo cho quý anh chị nhà đầu tư nha. Chúc anh chị có cái ngày à, nghỉ cuối tuần vui vẻ và buổi tối ngon miệng nha anh chị. Hẹn gặp lại anh chị nhà đầu tư vào cái live stream tối nay. Ok xin chào và hẹn gặp lại. Đó là góc nhìn về cái phân tích kỹ thuật nha anh chị. Ok xin chào và hẹn gặp lại.